cái nhà vào đi là vô nó có cái máy quay đồ ảnh này ảnh nọ đồ cho nó đẹp, phải không? Còn mấy nghèo đi nữa đâu có điểm ảnh theo. Đi bắt tay không con buồn gầu với mày. Mấy nghèo sao? Mấy nghèo đi vô họ buồn gầu, còn mấy cái người máy ảnh con nhà giàu vô đồ mà đi bắt tay đâu con ốc nó làm như thấy nó lạnh mà bắt đã lắm. Đau tay lắm. Để qua đây giúp đỡ cho em. Đó. Xin lời cảm ơn. Đó. Mấy cơm cái gì? Đó. Xin chào, hẹn lại kiếp sau. Kiếp sau. Rồi sao không ăn chín. Chào anh Tuấn. Nay vui vẻ với ta ngồi uống cà phê nữa rồi. Dạ. Uống cà phê hả? Ăn cơm gì chưa mà giờ này uống cà phê? Dạ chưa. Sao không ăn mà uống? Tại anh mới chở xuống đây chưa có ăn cơm. Vậy hả? Anh gặp anh ở đâu? Gặp anh Út ở đâu? Ở tên nhà hả? Vậy hả? Dạ. Hôm ngày ngủ thì sao rồi? Ngủ cũng khỏe. Khỏe hả? Dạ. Ngày hôm trước là ngủ nó mệt hơn hay gì? Có về dưới này đi lễ. Đi lễ? Trốn vợ đi lễ nữa hay gì? Dạ. Rồi vợ, hôm ngày vợ khỏe không? Khỏe. Vợ đâu rồi? Vợ đang đi hút thuốc uống. Khỏe mà sao hút thuốc? Thì nó hút thuốc nam nó uống. Bệnh gì mà hút thuốc nam? Cũng không biết nữa. Nay có mò ốc không? Sáng mới mò. Sáng nay mới mò? Dạ. À. Bữa nay sao không mò? Nay xuống đấu hồ sao mò? Không gà ở đâu? Ở nhà thôi. Ở nhà ở tránh. À, không ngày có mưa gió gì không? Buổi tối ngủ có mưa gió tạt gì không? Dạ không. Không ha. Dạ. Còn sợ mưa gió trở ảnh gì nữa không? Dạ không. Anh Tú có ước muốn gì không? Người ta đem tiền lại tặng cho anh rồi có chịu lại nhận không? Dạ. Chịu hả? Dạ. Nhận để làm gì thì? Nhận nhiều quá để làm gì ta? Nhiều để mình để dành có tiền nữa uống cà phê chăng? Uống cà phê là có. Có dạ. Tiền uống cà phê rồi. Dạ. Có tiền không ba uống cà phê rồi? Dạ. Nhận tiền rồi mang nợ ta sao? Hả? Hả? Dạ. Nhận tiền rồi mang nợ người ta rồi sao? Mắc nợ thì để kiếp sau mình trả. Kiếp này xong trả? Kiếp này thì nghèo, cảnh gia đình nghèo. Ừ. Không có tiền. Ờ, à, hôm ngày có ghé nhà anh Tám ăn cơm không? Dạ chưa. Chưa hả? Mới về tới đây. Hôm qua nay kìa. Chưa. Chưa hả? Sao không ghé ăn cơm? Rồi, chút nó mới vô ăn. Thì lỡ rồi mới vô ăn. Em nghe nói là anh sợ về nhà vợ anh lắm mà. Đâu đó em về đây đi lễ rồi chứ chừng nào hết bữa nữa em mới lên. À, vài ngày nữa anh mới lên. Dạ. Sao không lên trển mà về đây hoài vậy? Về đây đi lễ. Đi lễ tối ngủ đây luôn. Dạ. Ừ. Ồ, cà phê là ngon dữ ha, có trả tiền không? Anh uống lần ảnh uống một hớp luôn á. À. Ừ. Cà phê uống hớp một hết luôn. Dạ. Sao anh thích uống cà phê vậy? Tại quán như nhà của anh ba đây nè, ghé uống trà. Ừ. Xong ngày, uống. Ngày uống mấy ly? Dạ ngày hả? Ngày uống 3 4 ly. Uống chi nhiều dữ hả? Uống cho nó khỏe trong mình. Ờ, ừ. Còn không uống. Không uống nó mệt trong mình. Mệt sao? Mà sao? Thì giống như con người mình không uống cà phê vô nó mệt. Ừ. Không uống cà phê là tự động nó mệt. À, người mình phải uống cà phê vô nó khỏe. Ừ, uống cà phê hết tiền là nó còn mệt hơn nữa đó. Để gì? Tiền bạc cũng như bạn mình nó cũng có gỡ ở đây đó. Ừ. Cho mình uống. Bạn ở đâu? Bạn anh ấy anh có gỡ ở đây nè. Ừ. Trăm mấy ly chục ly. Nhiều. Một trăm mấy chục ly. Trời ơi. Ghê vậy. Vậy uống biết nào hết. Hả? Vậy là uống biết chừng nào hết? Để dành uống hoài. Để dành uống hoài. Dạ. Uống tới già thôi. Dạ. Tới già vẫn còn uống luôn. Dạ. Sao không uống mấy món khác mà uống cà phê không ạ? À? Uống cà phê để gỡ đây uống hoài nhiều quá. Người ta nói anh Tú sướng quá, có tiền uống cà phê đồ phì phà luôn. Này cũng như chúa phù hộ chứ đâu có biết.
Chúa phù hộ hả? Dạ. Ừ. Chú. Nhưng phù hộ là tất nhiên là gặp được ba anh đó. À. Lại tới đây để giúp đỡ cho em. À, là Chúa phù hộ sao? Như phù hộ xui khiến cho gặp ba anh. Lại đây mà để giúp đỡ cho em. À. mà anh nói ra ra van xin với Chúa sao mà Chúa phù hộ? Thì đi kinh cũng cầu xin cầu nguyện vậy đó. Cũng đâu có biết gặp ba anh. À, cầu nguyện sao? Cầu nguyện thì cho con người của mình khỏe vậy đó. Quả độ cho gặp được ba anh lại giúp đỡ cho em vậy đó. Rồi gặp được mừng không? Mừng. Mừng dữ không? Mừng dữ. Mừng sao nói nghe ra em không hiểu mừng á. Thì mừng là được người bạn của mình là đây mà giúp đỡ cho mình có tiền để dành uống cà phê. Rồi mình có giúp đỡ gì là bạn mình không? Hả? À, em cũng như là không có tiền, như hoàn cảnh gia đình nghèo không có tiền để mà giúp đỡ cho anh. Thì có ốc thì cho ốc, có gì cho đó. Rồi bởi vì sáng em mới mò. Ừ, mò cho hay bán? Mò cho. Cho lấy tiền không? Không. Sao vậy? Cũng như cho để mà đền ơn lại cho anh. Ừ, đền ơn lại ha. Dạ. Công này hay đó. Cũng như mình xuất cái công của mình ra để mà đền ơn lại cho anh. Vì sao? Vì sao phải đền ơn lại? Đền ơn là tại vì nhờ anh ban anh ra đây mà giúp đỡ cho em. Thấy giúp đỡ cho anh Tám gì mình với lời ba mẹ mình gì mình buồn hả? Không, vui. Sao vui? Thì tại vì mình được có cái nhà ở nữa. Rất là vui. Cái nhà đó anh biết là cất bao nhiêu tiền không? Không có biết, tại vì người ta là người ta giúp đỡ, mình đâu có biết. Người ta lại giúp đỡ người ta, mình nói sao mà người ta mới giúp đỡ mình? Thì như người ta nói hoàn cảnh của anh Tám nghèo gì đó. Ừ. Nói ở ngoài, nước ngoài nó gửi vô cho. Nước ngoài là đâu? À, nước Úc đồ, mấy người ngoài gửi vô cho. À. Mấy cô có gì chạy lại giúp đỡ cho. Nước Úc. Rồi bây giờ nói với mấy cô gì sao? À, nói cảm ơn mấy cô mấy gì. Cảm ơn mấy cô mấy gì ở nước ngoài vô giúp đỡ cho anh Tám chứ. À, mà giúp đỡ cho anh Tám nhiều, giúp đỡ cho anh ít, anh có buồn dữ không ta? Không, vui, giúp đỡ cho anh Tám vui. Sao vui? Tại vì cũng như người ta lại người ta cho giúp đỡ cho nhà mình được có cái nhà mình đỡ, mình anh em của mình rất là vui. Chừng nữa lên giúp đỡ trên nhà vợ anh chịu không? Dạ chịu. Nhà anh muốn cần giúp đỡ gì? Nhà vợ anh á? Thì giúp đỡ cho bà nhưng bà cũng vui. À, bà muốn cần giúp đỡ gì cho vợ anh nói em nghe. Giúp đỡ cho cái nhà ở cho nó ấm cúng trong cái hoàn cảnh gia đình của mình. Ồ. Gia đình của mình nghèo. À, sao nghèo? Nghèo mà ngồi uống cà phê phì phà. Tại vì ảnh lại anh giúp đỡ cho em uống. Trước đây là anh cũng thích uống cà phê nữa chứ bộ. Giờ ấy là em cũng đi bắt ốc với kinh mình nè. À. Ốc với kinh này kiếm là cái đầu lại ghé nhà chị ba uống cà phê chai cho nó vui đó. Ừ. Đâu tình cờ gặp được ba anh. Ừ. Anh Tám Nhất cũng hướng dẫn ba anh lại đây để mà giúp đỡ cho tôi. Ừ. Anh Tám Nhất hướng dẫn làm sao? Hướng dẫn là cũng như ba anh cũng như là bạn bè của anh Nhất vậy đó. Ừ. Lại cũng xui khiến cũng gặp tôi đâu có biết. Ba ừ. Thấy ba anh là ai đẹp trai nhất? Hả? Ba anh hả? Ừ. Người nào cũng đẹp trai đâu. Ừ. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt. Sao lúc trước là anh nói không lẽ là đẹp trai tôi chỉ để trong lòng chứ là tôi nói ra buồn lòng anh em. Đẹp trai. Hả? Đẹp trai. Ai đẹp nhất? Ba anh. Mà người nào đẹp số 1? Anh. Ừ. Có anh này. Anh này cũng đẹp trai nữa. Số mấy? Số 2. Ừ. Số 2 với số 1 số nào lớn? Số 2 lớn hơn. Ừ. Vậy là đẹp trai này là đẹp trai lớn hơn? Dạ. Ừ. Rồi lỡ một ngày nào đó mình hết tiền mình uống cà phê ta không giúp đỡ mình nữa thì làm cái gì? Hết tiền thì em cũng bay nhảy xong cũng đi mò ốc. Nhảy xuống sông luôn? Dạ. Nhảy xong cây đâm sao? Dễ vậy, em mò đi xuống em làm rất là nhẹ. Rất là nhẹ? Dạ. Ờ, làm nhẹ là làm chân rồi mình làm sao đâu. Làm em xuống rất là nhẹ. Ờ. Nhẹ để mình mò ốc đem lên cho anh em mình có để mà giúp vui cho anh em mình lợi tới. Giúp vui cho anh em mình vậy thôi chứ tiền bạc mình không có nghĩ. À, đi xuống rất là nhẹ luôn. Dạ. Tại sao đi xuống mạnh mà đi xuống nhẹ? Bởi vì mình xuống xong mình phải làm như nhẹ thôi chứ ai dám làm mạnh. Sao ạ? Có khi cây cấu đồ nó nằm lớp dưới. Ừ. Mình đi không biết xuống dưới mình đập đứt giò chết. Ừ. Mình phải làm phải cho nhẹ mới được. Ừ.
thì nó cũng như gan như tái mềm vậy đó. Không đi mà trúng nó thì nó sẽ nổ không. Mình phải làm nhẹ. Anh biết trái mìn chưa? Dạ biết. Trái mìn nó làm sao? Mình đi nhẹ thì nó không sao, hả? Đi trúng nó là nó nổ. Nổ vậy đó. Dạ hả? Dạ. Nên sợ cái có như là sợ trái mìn vậy. Ờ. Thì đúng chứ, có khi dò cẳng mình đi trúng nó đó, đạp có khi cây cấu đồ dưới dò mình. Chứ không phải là mình sợ đi mạnh sợ ngốc nó trốn hả? Dạ, đi làm nhẹ. Ông thấy tôi như vậy mà làm đi vô tới chuyện mà ăn thì tôi làm rất là nhẹ tay. Ừ. Vô chuyện mà ăn làm nhẹ dạ, tay. Dạ, nhẹ. Còn chuyện gì làm mạnh tay? Làm thiệt nhẹ mới qua khỏi. Ừ. Chúa mới độ cho. Chúa mới độ. Ví dụ như là gì làm thiệt nhẹ? Làm nhẹ là mình đi mỏ ốc hoặc là đi lụm mũ rồi cho nó nhẹ. Ừ. Còn làm mạnh tay là làm gì? Mấy người ta đi hay đi vắt lúa đó, là mấy cái người đó là người ta vắt lúa nặng nề đó. Ừ. Là kêu bằng vắt lúa. Ừ. Là cái đó cái nghề nặng nề ha. Dạ, cái nghề nặng nề bỏ lên vai mình rất là nặng. Ừ. Còn đi mỏ ốc lụm mũ này hoài nó nhẹ hửng. Vì sao, tại sao anh không chọn làm cái việc nặng cho nó nhiều tiền? Việc nặng như hồi lúc mình còn nhỏ đó, mình ham việc nặng. Ừ. Giờ lớn lên thì nó cũng yếu rồi, cái là mình làm việc nhẹ lại, giảm lại, khỏe. Như mẫu rồi. Nhẹ nhàng thôi. Dạ. Nhẹ nhàng cái mình lụm nhiêu cái mình uống cà phê. Dạ, đi làm rất là nhẹ. Rất là nhẹ luôn. Dạ. Phải nói là cực kỳ nhẹ. Nhẹ. Còn này là gì anh biết không anh Tú? Anh coi cái này là gì á? Này cái cục máy. Để làm cái gì ta? Khám phá thử về cái đó để làm gì? Cái này nó là like, tự like cũng như là mấy cái người mà người ta hay gọi ba cái đèn bóng mà loại hát cho mấy ca sĩ ca nhạc hát á. Ừ. Nó hay quay tới quay lui, nó có cái lỗ nè. Ừ. Nó quay tới quay lui gì nè. Ừ. Để cho mấy ca sĩ hát á. Ừ. Mấy ca nhạc hát á. Ừ. Ba cái đèn pha ha. Ừ, ba cái đèn pha gì là đặt để gì nè. Cái này nó mắc tiền không? Đó, em cũng không biết. Ừ. Bị nó có cái lỗ nè, gan như cái đó vậy đó. À, gan cái đó. Nó có cái đèn pha cho mấy ca sĩ ca nhạc hát. À. Nhưng mà anh không biết cái này là mắc tiền không hả? Hả? Không có biết. À, anh biết đón cả nhiêu tiền hả? Anh đón cả nhiêu tiền? Cái đó mấy cái người đèn chớp đèn pha này cho mấy ca sĩ hát là cũng không có nhiêu tiền nữa, ghê rồi. Hơn nhiêu? Hơn ký ốc không? Cái này do mấy ca sĩ hát là cũng như là đâu có nhiêu tiền. Ừ. Đó nó là 100.000. Hay đó. 100.000 cũng. À. 100.000 hả? Ờ cái đèn đậu đó. Bằng cái đèn đậu. Vài bữa anh đi mất ở bắt ốc, tụi em đi quay phim chung với anh được không? Dạ được. Đang quay cho mấy con ốc gì nó là sao đó? Quay cũng như vô quay để mà cho mình cho nó vui vẻ. Cho vui vẻ. Ai vui vẻ? Em cho tôi vui vẻ. Anh thích được quay lên này không? Hết hả? Ừ. Vì sao? Tại vì cái đường lối đi của mình nó rất là hên. Ừ. Hên mới được ban anh đi vô được quay. Ừ. Cái đường lối đó hên. Cái đường lối này là nó thấy nó hơi bị hên rồi đúng không? Ừ, nó hên. Ừ. Tại vì được ban anh lại đi vô được tới đó mà để mà giúp đỡ cho quay được lên tới cái hãng bằng ốc á. Bạn anh lại vô cái đường đó hơn. Ừ. Vì sao hơn? Tại vì con của nhà giàu đi vô mà đi mình cái giò mình đi vô là nó hên. Ừ. Thì con nhà giàu đi không chứ đâu phải con nhà nghèo đi đâu. Ừ. Sao biết con nhà giàu? Giàu mới là tới đây mới giúp đỡ được chứ nếu mà nghèo ai dám tới đây phải không? Ừ. Vậy là già con nghèo là sao? Nghèo là người ta đâu có dám tới đây mà người ta giúp đỡ cho mình. Giàu mới lên đi lợi đây, nếu mà nghèo ai mà dám lợi đây phải không? Con nhà giàu mới lợi đây. Bình thường thì anh có cho con nhà nghèo đi theo anh mỏ ốc không? Ôi, nhà nghèo đi heo xui lắm. Xui xẻo. Mấy người giàu đi với mấy nghèo ai dám đi. Mấy người nghèo sao xui nó nghe. Nghèo đi heo mà ăn nó xui xẻo. Ờ. Mấy đằng ngoài nó hay tin vụ đó luôn.
mấy gì mấy đằng ngoài nó hay tin mấy gì đôn mấy vụ đó ờ giàu đi được chứ nghèo đi xui vậy là nhà giàu cho đi theo mỏ ốc còn nhà nghèo không cho đi ha. Ờ như mấy nhà giàu đi là vô nó có cái máy quay đồ ảnh này ảnh nọ đồ cho nó đẹp phải không, còn mấy nghèo đi nữa đâu có điểm ảnh theo đi bắt tay không con buồn gầu với mẹ rồi mình dùng máy luôn. Sao mấy nghèo sao mấy nghèo đi vô ngõ buồn gầu, còn mấy cái người máy ảnh con nhà giàu vô đồ mà đi bắt tới đâu con ốc nó làm như thấy nó lạnh mà bắt đã lắm tay lắm bị được máy quay phim chụp hình nó gặp nó ham nó mừng ai con ốc á mấy ốc ham hả nó ham mừng mà rất là vui vui sướng. Nó vui sướng là nó bò lên. Nó rất là lạnh, nó có cái tiết lạnh nghe. Nó có cái tiết lạnh, ông chụp xuống là con ốc nó lạnh, nó có cái tiết lạnh. Làm cho con người mình nó sảng khoái mà nó rất là vui. Còn mấy nghèo. Mấy nghèo đi vô gặp nó buồn gầu. Con ốc nó buồn gầu. Sao nó buồn? Tại vì không có được máy chụp ảnh gầu. Thành thử là nó xui rồi nó không cho mình bắt luôn hả? Nó xui rồi con ngừng nó nhìn cái con ngừng nó buồn gầu mà nhìn con ngừng nó kỳ cục lắm. Ai con ngừng ai? Con ốc á. Nó kỳ cục sao? Con nhà giàu đi vô bắt nó mới hên. Thì nó lạnh. Lạnh nó có tiết lạnh. Còn con nhà nghèo. Nghèo đi vô gặp xui xẻo bắt nó bắt không ham bắt. Bắt không ham bắt luôn hả? Con nhà giàu bắt nó có cái tiết lạnh. Đúng rồi. Sao con nhà giàu tự nhiên cái nó lạnh ta? Tại vì mình cũng có để ý qua rồi mình biết nó có cái sự tiết lạnh. Bắt vô con ốc nó rất là vui vẻ mà con người nó có cái tiết lạnh. Em thấy là anh phân tích cái giàu và cái nghèo rất là hay á, nhưng mà anh theo anh á thì anh thích cái nghèo hay cái giàu? Cái giàu sướng hơn. Sao sướng? Tại vì mình gặp con gái nhà giàu lợi tới mình cái làm như thấy nó sung sướng. Sung sướng khoảng cách. Sung sướng khoảng cách. Mà nếu mà mình đi vô gặp mà bạn gái mà đi vô bắt ốc nữa thì nó còn vui nữa. Sung sướng cuộc đời của mình. Sung sướng cuộc đời. Vì sao? Tại vì được có cái bạn gái mà đi chung với mình bắt ốc á. Trong lòng mình nó rất là vui. Ở trong lòng mình nó rất là vui chứ. Bởi thích cái giàu là vậy ha. Thích cái giàu là vậy. Giờ anh thích gái nghèo không? Thích gái nghèo xui lắm. Gái nghèo xui. Con nhà giàu mới được. Con gái con nhà giàu mới được. Con nhà giàu đi vô nó mới hên. Vợ anh giàu hay nghèo? Tôi hả? Vợ anh á. Quê vợ tôi nó bên vợ tôi giàu. Giàu. Dạ. Bởi vì ngày xưa là giàu nên anh mới cưới đúng không? Dạ. Ngày xưa cưới là cưới vợ là vợ giàu lắm hả, đi theo đồng ốc giàu lắm hả? Dạ em vợ tôi giàu. Là vợ anh đi theo anh bắt ốc là nó có cảm giác nó lạnh không? Dạ lạnh. Lạnh hả? Dạ. Bên cậu hai tôi cũng giàu. Gần mấy chú mấy cậu giàu. Có lúa hấp được nhóc. Nhóc luôn. Dạ. Còn anh? Tôi dưới đây cũng gan gì. Nghèo. Cha tôi đây cũng giàu. Ốc vẫn chơi gì thôi chứ giàu có. Anh đi bắt ốc là chủ yếu là để dẫn chơi vậy thôi. Chơi ở uống cà phê qua đây qua bên nhà chị ba tôi uống chơi gì thôi. Chứ thật ra giàu tới ổng cũng giàu lắm. Giàu lắm hả? Dạ, đi nước ngoài. Là cha anh là với lại anh Ba Cường lại giàu hơn. Giàu. Không có người cha năm ổng đi nước ngoài đó. Là mai mốt là rủ mấy người giàu đi bắt ốc thôi, không rủ mấy người nghèo đi. Rủ mấy người giàu đi cho nó hên, nghèo đi xui xẻo. Nghèo đi quá trời xui. Bắt ốc nó không được nhiều nữa đúng không? Sao hả? Như mà con người mình giàu có mình đi vô bắt nó mới có cái sự hên. Còn nghèo đi vô đó bắt nó buồn gầu, nó xui xẻo. Rồi anh bắt được số lượng về là anh khi mà đem đi bán đó thì có lựa bán cho giàu không? Nghèo không bán không? Như là mình đem lên chợ mình bán, ta mua hơn bán thí với đâu biết. Không biết hả? Dạ. Người nghèo lại mua anh bán không? Dạ bán. Bán luôn? Dạ bán thí với đâu biết. Ai mua thích bán. Anh thích kết bạn giàu hay nghèo? Dạ giàu.
Giàu ha. Mấy anh em là giàu không? Dạ giàu. Sao biết? Biết, nhìn tướng là biết rồi. Nhìn tướng thì sao mà biết giàu? Giàu mới có cái máy quay phim. Ừ. Còn nếu mà nghèo sao mà có. Ừ. Em tặng cho anh cái máy quay phim này lấy không? Dạ lấy. Trời. Anh lấy máy quay phim làm gì? Để dành chụp ảnh cho. Chụp ảnh, nếu như mình đứng chụp ảnh là mình tạo dáng sao đâu. Thì cũng như mình lựa, mình có cái máy chụp ảnh, mình cũng đi tìm kiếm để mà người phụ nữ nào đẹp đó mình quay vô. Quay vô ấy ảnh. Dạ. Quay vô ấy ảnh đem về coi cho. Sao? Dữ ha. Sao nói vậy vợ buồn sao? Dạ vợ em mà. Mình cũng như cái dạng thanh niên mình chơi với vợ với người ta thì mình cũng phải giấu, mình cũng phải nịch miệng đồ lại mình mới dám quay phải không? Mình mới dám quay, nịch miệng đồ lại. Ừ. Mắc nịch miệng là nịch sao? Cũng như mình đi tới cái chuyện mình làm chuyện gì đó mình cũng phải nịch kín đáo lại cho đâu vợ mình nó biết đâu phải không? Ừ. Mình đi mình giấu với mình nịch lại. Ừ. Rồi lỡ vợ phát hiện sao? Vợ gì mình có khẩu trang mình đeo vô ai đâu biết. Mình không nói cho vợ mình nghe không. Sao hả? Mình địch lợi sao nó biết được. Sao biết đường mò? Sao mà biết đường mò hả? Ừ. Là mình là có nghĩa là mình chụp hình con gái là mình phải nịch cái miệng của mình lợi. Như mình chụp hình đằng con gái thì mình phải mở khẩu trang ra. Ừ. Nào mình đi chạy xe mình phải địch lợi. Ừ. Địch miệng đồ lợi sao thì làm sao nó biết mình được. Ừ. Nhưng lúc chụp con gái là phải mở ra để làm gì? Để cho nó thấy cái hình ảnh của mình chụp nó, hiểu không? Ừ. Chứ nếu mà mình địch lại thì coi nó đâu có biết ai. Ừ. Mình làm như vậy nó sợ nữa. Mình mở cái phổ tang ra để mình quay nó mới chính xác. Rồi. Nó mới có cái sự cảm giác nó hơn mình. Ừ. mình nịch lợi thì lợi nó làm nó quá thì nó cũng sợ vòng tay đàn bà mình đàn ông mà phải không? Ừ. Mình phải làm nhẹ mình mở hố tan ra. Ừ. Cho tống cải gì nó mới đẹp. Còn mình lợi không gần ta đàn bà gái mà mình lợi mình nịch mình là quay người ta cũng sợ. Ừ. Mở trống ra cho người ta biết. Mình mở trống ra. Cho người ta biết. Cho người ta biết. Ví dụ con gái là mình gặp gái mình nói sao? Thì lại cũng như mình quen bạn gái thì nói là anh đây cũng anh cũng hoàn cảnh cũng như chưa có gia đình vậy đó. Ừ. Mà cho anh xin thấy em đẹp này nọ đó, cho anh xin quay. À. Quay vô để mà hai đứa làm kỷ niệm được. Dữ trời. Hai đứa làm kỷ niệm rồi sao nữa? Làm kỷ niệm để mà để kiếp sau có duyên gặp lại. À, sao kiếp này không gặp mà tới kiếp sau chứ hả? Có khi nhiều lúc hoàn cảnh, có khi người ta cũng kẹt khoảng cách này cách nọ đồ, cái chuyện ở cái chuyện của người ta mình ở trong lòng á. Ừ. Có khi người ta kẹt. Ừ. Kẹt công chuyện như hoàn cảnh gia đình đồ, nó kẹt cái chuyện này chuyện nọ đó. Ừ. Ta lỡ tới cái bạn gái không được đó. Ừ. Đến đó hương không được thì nhiều lúc người ta cũng tức trong mình. Người ta tức của mình ta, mà người ta hẹn kiếp sau hả? Ừ, người ta mới hẹn là kiếp sau chứ. À. Mà sao mình có vợ cũng rồi? Như mình gặp cái việc mà vợ con của mình gặp mấy cái chuyện khó khăn làm sao mà mình đi đến tới cái người yêu của mình được phải không? Là kẹt như vậy. Chứ nếu mà gặp mà con vợ dễ thì mình đi nó rất là vui vẻ, mình sung sướng nữa. Tại vì con người của người ta biết cái khoảng cách. Ừ. Cái khoảng cách người ta phải hiểu biết để mà người ta thông cảm cho nhau, để mà cho chồng con mình đi chỗ này chỗ nọ để mà ăn ở với nhau để cho nó vui vẻ. Còn này gặp mấy chỗ khó khăn cho đi. Ganh tị nó ghen mình phải nịch lại mới được chứ. Thật ra là nó quýnh mình chứ. Quýnh với nhau. Nó quýnh với nhau. Ừ. Ai đánh? Mình mắc cỡ nữa. À mình nịch lời. À mình nịch lời. Ờ. Có khi là kẹt kè hoàn cảnh gia đình nó khó khăn đó. Đi tới cái chuyện khác không được. Chuyện khác chuyện gì? Như giả tỷ như tôi ăn ở với vợ tôi phải không? À. Mình cái ý mình cái tánh của mình cũng hương tình hương xót của mấy con nhỏ khác nữa. Ừ. Cản trở nó làm cho mình kẹt thế này thế nọ để mà mình đi qua bển không được vậy đó. Ừ. À, kẹt là kẹt như vậy. Ừ. Vậy mình có ghét vợ mình không? Mình tức mình tức thì mình để trong lòng, mình biết mình để bụng phải không? Ừ. Hắn từ từ mình có dịp mình đi. Ừ. Đi đâu mình phải nịch lại. Ừ. Đi nịch kính lại nó đâu có biết. Ừ.
Ừ. Còn nếu mà mình đi lên mình làm đột ngột quá thì người ta biết, người ta sợ. Mới người ta đâu có biết cái tánh tình của mình nó làm sao mà người ta cho mình đi. Mình cũng phải im. Biết thì để bụng, hẳn từ từ mình tìm hiểu mình mới đi đến được. Là kẹt như vậy. Rồi từ trước giờ anh trốn vợ đi được mấy lần rồi? Chưa. Không dám đi. Bị cái nghiệp này, bị thời thế bây giờ nó khó khăn, không dám đi qua cái thứ chứ sợ người ta. Bị có khi kẹt cái hoàn cảnh gia đình cũng nó này nọ đó. Đi qua cũng khó khăn, không dám đi. Vợ anh khó hay là dễ? Vợ tôi nó khó khăn, bởi vì tôi đi đâu cũng khó khăn. Thôi nói là chào cô bác với anh chị khán giả, là cảm ơn đi, mai mốt không có giấu vợ đi chơi nữa nghe. Dạ, xin lời cảm ơn khán giả nữa, cảm ơn mấy cô mấy chị đó để qua đây giúp đỡ cho em đó. Xin lời cảm ơn đó mấy cô mấy gì đó. Xin chào, hẹn là kiếp sau. Kiếp sau. Rồi chào cô bác.